Ẩm thực Mẹ Làm vốn được biết đến là một trong những kênh YouTube có chất lượng nhất nhì Việt Nam, được đầu tư nội dung lẫn hình ảnh chỉnh chu. Dù mới ra mắt không lâu, nhưng phải nói rằng kênh đã đạt đến độ phủ sóng mạnh mẽ với nhiều đối tượng người xem. Mới đây nhất, một thông tin về kênh Ẩm thực Mẹ Làm vinh dự trở thành đại diện Việt Nam tham dự sự kiện lớn nhất năm 2020 của YouTube. Thông tin này đã được chính chủ kênh Ẩm thực Mẹ Làm thông báo trên trang cá nhân. Ngay lập tức, rất nhiều lời chúc mừng đã được gửi đến hai mẹ con. Được biết, YouTube FanFest 2020, sự kiện nhằm tôn vinh năng lực của cộng đồng các nhà sáng tạo và nghệ sĩ khắp châu Á, Thái Bình Dương, sẽ được diễn ra vào ngày 11 tháng 10 tới đây. Năm nay, chương trình sẽ được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của hơn 150 nhà sáng tạo và nghệ sĩ từ khắp khu vực. Sự kiện cũng có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao YouTube quốc tế. Đây quả là vinh dự đối với hai mẹ con cô Cường, bởi sau nhiều nỗ lực thì cuối cùng, thành quả xứng đáng cũng đã đến. Trước đó, hồi cuối tháng 5 vừa qua, cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi kênh Ẩm thực Mẹ Làm được YouTube chọn để giới thiệu đến người dùng thế giới thông qua tài khoản Twitter chính thức của mình. Đây là lần hiếm hoi một kênh của nhà sáng tạo nội dung Việt Nam lọt vào mắt xanh của mạng xã hội video đình đám thế giới này.